Sáng ngày 1 tháng 8, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị kết nối giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa gắn với xúc tiến du lịch và đầu tư giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với doanh nghiệp các tỉnh khu vực Tây Nguyên, đã diễn ra chương trình kết nối giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam. Chương trình do Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Sở Công Thương các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum phối hợp tổ chức nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh trong khu vực Tây Nguyên và các doanh nghiệp, đơn vị xuất nhập khẩu của Hàn Quốc gặp gỡ, trao đổi, kết nối cung cầu hàng hóa, liên kết đầu tư. Chương trình kết nối giao thương, liên kết xuất khẩu hàng hóa đã thu hút hơn 29 doanh nghiệp Hàn Quốc và 73 doanh nghiệp hợp tác xã trong khu vực Tây Nguyên, cùng với một doanh nghiệp đến từ An Giang. Ký kết giao thương giữa nước Việt Nam và Hàn Quốc thì thị trường nông sản của Việt Nam nói riêng và những cái mặt hàng của Việt Nam mình nói chung á thì cũng đi ra được nó thuận tiện hơn nhiều so với cái thời điểm mà mình làm á, thời điểm 2007 á. Thì nó còn nhiều khó khăn lắm. Đến thời điểm hiện tại thì cái việc giao thương đã thuận lợi hơn nhiều rồi. Đấy. Riêng về cái sự kết nối thì chúng tôi thấy cái giá trị của nó là rất là đặc biệt và tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và có những cái sản phẩm đặc trưng được phát triển, có điều kiện để xuất ngoại, rồi có điều kiện để phát triển và đem lại nữa là cái sự phát triển riêng cho các doanh nghiệp và cho các bà con nông dân. 우리 남동성이 이렇게 처음 방문했는데 굉장히 놀랐다. 이렇게 제가 남동성에서 잘 몰랐는데 와서 보니까 이 우수한 상품들이 이렇게 많이 생산하고 있는 지역인지를 새롭게 오늘 와서 알았다. 이 제품들이 이 글로벌 시대에 경쟁력이 있는 상품으로 무한 성장할 것으로 그렇게 보고 있다. Tại chương trình, 25 doanh nghiệp Hàn Quốc đã thực hiện giao thương trực tiếp theo hình thức 1-1 với các doanh nghiệp Việt Nam để cùng nhau kết nối trực tiếp, tìm kiếm đối tác, trao đổi thông tin. Đồng thời, các đơn vị cũng đã được hỗ trợ ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn Quốc, tạo nên không gian mở với không khí sôi nổi trong quá trình trao đổi giao thương giữa các đơn vị. Lần này chúng tôi đưa về là gần 40 doanh nghiệp Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà trong đó có rất là nhiều lĩnh vực về chuyên môn như là xuất nhập khẩu về những hạt hàng nông nghiệp nông sản, hoặc là có chuỗi siêu thị, là rất là nhiều có chuỗi siêu thị ở tại Hàn Quốc để chính thức nhập những mặt hàng nông sản đó để có thể bán trực tiếp đến với người tiêu dùng của Hàn Quốc, và có những cái viện nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế mà đặt tại Hàn Quốc, và lúc đó thì chúng hy vọng rằng là tất cả những cái hài hòa, những cái tổng hợp như vậy sẽ giúp cho nông nghiệp nông sản của Lâm Đồng có những cái thế mạnh, có những cái thế đứng và sẽ được nhìn nhận một cách rõ ràng, và từ đó cũng sẽ có những đối tác phù hợp ở tại Hàn Quốc để làm sao xuất khẩu được các mặt hàng của nông nghiệp nông sản của Lâm Đồng ví dụ mạnh mẽ hơn. Chương trình kết nối hợp tác xúc tiến chính là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, liên kết sản xuất và xuất khẩu, thúc đẩy quan hệ đầu tư song phương, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.